Thành phố Hưng Yên cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tạm dừng các hoạt động cưới hỏi, đám hiếu, đám giỗ và các sự kiện gia đình chỉ tổ chức nội bộ và không đón tiếp người về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Trong đó nòng cốt là đảng viên gương mẫu đi đầu. Theo kế hoạch, hôm nay sẽ là ngày diễn ra đám cưới trọng thể của anh Phạm Việt Cường ở khu phố An Dương, phường An Tảo. Dù gia đình đã có kế hoạch mời khách đặt cỗ, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, là đảng viên, anh Cường đã ý thức và vận động gia đình hai bên chỉ đại diện vài người đi đón dâu, không tổ chức cỗ bàn và các nghi lễ khác. Theo cái văn bản mới của tỉnh, thì gia đình cũng hết sức là chấp hành nghiêm túc, chỉ có vài người trong gia đình. Các cái thủ tục cưới thì sẽ không diễn ra, sẽ rời vào sang hôm khác. Phường An Tảo đã chỉ đạo các đoàn thể tổ dân phố vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân thực hiện tạm dừng các hoạt động đám cưới hỏi, đám hiếu, đám giỗ và các sự kiện gia đình chỉ tổ chức nội bộ. Nhờ đó, trên địa bàn đã có 10 đám cưới tạm hoãn và 5 đám giỗ chỉ tổ chức gói gọn trong gia đình. Họp cấp ủy là triển khai trực tiếp đến các đảng viên. Thế mà đảng viên là rất là gương mẫu đi đầu. Chính vì thế cho nên là các hộ nhân dân là chấp hành rất tốt. Từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn phường Lam Sơn có gần 80 đám cưới hỏi đám giỗ. Tuy nhiên, do có sự vào cuộc tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương và các tổ phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên tất cả các đám trên đều chỉ tổ chức gói gọn trong gia đình. Đặc biệt, từ ngày 8 tháng 12, sau khi có công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đám cưới hỏi trên địa bàn đã được tạm hoãn. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường, ngày phát 2 lần và tiếp quản các cái thông tin của đài truyền thanh thành phố, cũng như là với các cái loa truyền thanh cụm dân cư ở khu phố và với những cái tổ chốt phòng chống dịch thì đều phân công phụ trách các hộ gia đình đấy, thì họ trực tiếp là có ý kiến và tuyên truyền rộng rãi cho người dân. Gia đình tôi là có con gái tổ chức cưới, nghe tin qua Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn, gia đình tôi đình lại để bao giờ hết dịch thì tổ chức cho các cháu. Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trong cộng đồng đã xuất hiện trường hợp F0, thì việc các gia đình tạm hoãn đám cưới hỏi, hạn chế tập trung đông người sẽ là một trong những hành động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chung tay cùng cả nước phòng chống dịch.